Xin chào bác, hôm quay trở lại với kênh xe đạp, kênh review đánh giá những chiếc xe đạp chính hãng nhập khẩu. Video hôm nay em giới thiệu các bác mẫu xe đạp địa hình, lốp nhỏ, format Query, một mẫu xe đạp của Nga, thương hiệu Nga rất là phổ biến đến các bác chơi xe đạp, một thương hiệu khá là tốt. Được trang bị bộ chuyển động Shimano Seiza, khung nhôm, nước sơn nguyên bản, xe là toàn bộ nhập khẩu nguyên chiếc chính hãng. Tông màu hôm nay về là tông màu vàng trắng phối với cả chỉ đen, cực kỳ là đẹp. Thể xe còn các thứ là còn rất là mới và đẹp, chỉ có xuất hiện những cái vết xước nhỏ do quá trình sử dụng và là xe bãi nên là không thể tránh khỏi. Còn tất cả về chuyển động các thứ của chiếc xe thì chuyển động hoạt động rất là trơn tru và rất là tốt, thương hiệu Format cực kỳ nổi tiếng của Nga. Sử dụng bộ đè chuyển động Shimano Seiza và gạt đĩa trên là Shimano Tut với 9 tầng líp và 3 tầng đĩa. Xe có 27 tốc độ khác nhau. Toàn bộ đồ ni lông của Ford Cọc Yên đến cặp vành. Đây là nguyên bản. Ni lông của chiếc xe được trang bị bộ tay bấm của Shimano Tut và bộ phanh dầu của Shimano. Em sẽ vào đo size của chiếc xe và test chuyển động để cho các bác xem. Có nhiều bác hay hỏi em về giá bán của những chiếc xe mà em đưa lên kênh, thì các bác ấn vào mũi tên trỏ xuống ở đây. Thì giá bán của chiếc xe em sẽ đề ngay phần tiêu đề của video. Còn ngoài ra thì những chiếc xe mà ở phần giá em để chữ xôn như này, tức là xe đã bán. Còn ngoài ra thì các bác ấn đăng ký kênh, ấn nút chuông chọn tất cả để nhận được những cái thông báo về những cái thông báo mà những chiếc xe bọn em đưa lên, thì nó sẽ thông báo về điện thoại của các bác. Và mời các bác tiếp tục xem video. Size đo từ tâm trục đạp đến khóa cọc yên là 44 cm, từ khóa yên tới tâm cổ phốt là 55 cm. Giá chiếc xe của các bác từ khoảng 1m63-64 đến 1m74 đi là phù hợp. Chuyển động của chiếc xe thì các bác thấy trên hình rất là mượt mà, lên xuống rất nhẹ nhàng êm ái. Chiếc xe này đang được bán bên em mức giá chỉ có là 8.800.000, bao ship toàn quốc cho tất cả các bác, chuyển hết 100% tiền và bảo hành 1 năm cho các bác mua xe. Các bác quan tâm đến chiếc xe thì liên hệ số Zalo trên màn hình 0975709943. Ngoài ra thì các bác đăng ký kênh ở góc phải màn hình cộng với cả nút chuông để nhận được những thông báo mới nhất về những chiếc xe khác bọn em đưa lên kênh. Cảm ơn các bác đã xem hết video, hẹn gặp lại các bác trong những video lần sau. 99% đàn ông tuổi trung niên thường gặp các bệnh như giảm ham muốn tình dục, yếu sinh lý, bệnh gút, đau lưng, mỏi gối, mất ngủ, suy nhược cơ thể. Các bác lên YouTube tìm kênh Thảo Dược Ngâm Rượu Tây Bắc để được giải đáp và những thắc mắc và những bệnh lý nêu trên.